thói quen ngáy ngủ gây ra tiếng ồn rất lớn suốt cả đêm và làm cho người nằm bên cạnh bị thức giấc việc mất ngủ liên tục trong thời gian dài dẫn đến căng thẳng đôi khi nó còn tác động tiêu cực đến đời sống vợ chồng ngoài ra ngáy ngủ còn là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm như suy tim đột tử cao huyết áp việc ngủ ngáy không chỉ làm ảnh hưởng và gây khó chịu cho những người xung quanh mà nó còn thể hiện sức khỏe của người ngủ ngáy đang có vấn đề nhiều người lầm tưởng khi bạn ngáy là do có giấc ngủ sâu và ngon nhưng đừng lầm tưởng, đó là biểu hiện bị tắc nghẽn ở mũi và cổ họng. Vì vậy, ngáy ngủ rất nguy hiểm do sự trao đổi khí bị chặn và cơ thể không được cung cấp đủ oxy. Thêm nữa, việc ngáy ngủ sẽ tăng nguy cơ dẫn đến bệnh về động mạch cảnh. Khi đó, đường dẫn máu đến não bị hẹp và dễ xảy ra tình trạng thiếu máu não lượng oxy cung cấp không đủ nên dễ xảy ra tình trạng ngưng thở lúc ngủ, quá trình tạm ngừng thở này rất nguy hiểm đến tính mạng con người, ngủ ngáy thật sự sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, nó âm thầm làm giảm sức khỏe con người và gây ảnh hưởng đến người đầu gối tay ấm, vì vậy, việc lựa chọn Nike Comfort khắc phục tình trạng. Nai Comfort là một sản phẩm chữa chứng ngáy ngủ, sản phẩm có thành phần từ các loại thảo dược thiên nhiên rất an toàn, không có tác dụng phụ và thân thiện với người sử dụng. Loại thuốc này là sản phẩm mới nhất được nghiên cứu và phát triển bởi một nhóm chuyên gia về chứng ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ. Nai Comfort nhờ các loại thảo dược tự nhiên có trong thành phần mang lại cho người sử dụng chiết xuất từ rễ cây thục quỳ, rễ cây thục quỳ chứa đến 37% tinh bột, 11% pectin, 11% chất nhầy và 41% các chất khác như Asparitin, Sucrose, Flavonoid, axit phenolic. Công dụng chủ yếu của thành phần này trong sản phẩm là ngăn chặn sự xâm nhập của các vi khuẩn. Virus có hại, hỗ trợ điều trị viêm mũi họng, viêm mũi dị ứng, nhờ vậy tình trạng đường thở sẽ được thông thoáng nên hỗ trợ được bệnh viêm họng, viêm amidan, viêm thanh quản, viêm mũi. Chiết xuất hạt lanh, hạt lanh chứa nhiều chất chống oxy hóa omega 3 nên rất tốt cho sức khỏe tổng thể, chất ALA có trong hạt lanh giúp bảo vệ và phục hồi niêm mạc trong họng thanh quản từ đó giúp chúng săn chắc đàn hồi tốt hơn đồng thời tinh dầu hạt lanh chứa nhiều chất dinh dưỡng vitamin b nên có khả năng giữ ẩm rất tốt chính điều này khiến các mô mềm trong được làm ẩm và bôi trơn trong thanh quản vùng họng ngoài ra sự kết hợp giữa chiết xuất dễ cây thục quỳ và hạt lanh còn giúp phục hồi và làm cứng vùng vòm họng đây là nguyên nhân chính gây ngáy ngủ chiết xuất dễ cây cam thảo, thành phần chứa nhiều gluco, fructose và các axit hữu cơ khác nhau, tất cả đều giúp loại bỏ đờm, và một số tá dược cần thiết khác, người dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả nhanh chóng ngay khi mới xịt nai comfort, hương thơm tự nhiên của các loại tinh dầu giúp người dùng dễ thở, thông thoáng các xoang mũi và từ đó sẽ có giấc ngủ sâu hơn. Nai Comfor là sự lựa chọn tốt nhất để điều trị ngáy ngủ, nhiều khách hàng đã tin dùng và đã chứng minh hiệu quả, có tác dụng với hầu hết các nguyên nhân ngáy ngủ, thành phần chiết xuất từ tự nhiên nên độ an toàn cao, tỷ lệ dị ứng thấp xuất xứ rõ ràng, đặc biệt sản phẩm được đóng gói dưới dạng bình xịt nên rất thuận tiện, dễ dàng khi sử dụng, ngoài tác dụng chữa ngáy ngủ, sản phẩm còn hỗ trợ điều trị các bệnh viêm nhiễm tại đường hô hấp và hạn chế biến chứng của bệnh ngáy ngủ, bạn có thể dùng nó ngay cả khi bị ngạt mũi để giúp hơi thở trở nên thơm mát hơn. Nai Comfort rất an toàn, không có tác dụng phụ, thân thiện với người sử dụng. Nai Comfort chứa 100% chiết xuất từ tự nhiên, do đó, sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi và giới tính. Hàng ngàn khách hàng đã sử dụng Nai Comfort và hoàn toàn ưng ý, và cũng chưa khách hàng nào phản hồi nào về việc gặp tác dụng phụ hay có triệu chứng bất thường xảy ra khi sử dụng Nai Comfort. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm Nike Comfort được làm giả. Để mua được sản phẩm chính hãng bạn vui lòng kích vào đường link phía dưới comment để được mua hàng chính hãng với giá ưu đãi nhất. Hiện nay Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tác giả và nhận được những video bổ ích hơn.